Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Xe Đạp Xanh. Trong khi đèn pha và đèn hậu là những thứ cần thiết cho việc di chuyển xe đạp vào ban đêm, thì điều gây chú ý của các phương tiện khác với xe đạp đó chính là sự chuyển động và phát sáng của bàn đạp. Bàn đạp Arclight Bike của Redshift vừa được thiết kế với tâm điểm đó, chúng có các module LED tự động thay đổi màu sắc khi di chuyển. Bàn đạp Arclight là một bộ đèn xe đạp độc đáo tận dụng các chuyển động tự nhiên của người đi xe đạp. Chuyển động đạp xe tạo ra một kiểu ánh sáng đặc biệt và có thể nhận biết ngay lập tức. Chuyển động ánh sáng độc đáo này cung cấp một tín hiệu rõ ràng cho người lái xe về sự hiện diện của người đi xe đạp. Redshift nói rằng bàn đạp tăng khả năng hiển thị lên đến 57% so với đèn hậu xe đạp tiêu chuẩn. Theo thiết kế, bàn đạp có thân bằng nhôm với một rãnh ở mặt trước và sau. Các module LED chống nước bật từ tính vào các khe hở đó. Khi người lái bắt đầu đạp, các thiết bị phát hiện chuyển động trong module sẽ kích hoạt đèn LED chiếu sáng theo lựa chọn của người lái, có thể là chế độ Flash, Eco hoặc là Steady. Sau khi dừng xe và để yên xe được một lúc, đèn sẽ tự động tắt. Một điều thú vị về chiếc bàn đạp này là các module có thể nhận biết được các phương hướng trước hay sau để chiếu sáng vào màu sắc trắng hoặc đỏ cho phù hợp. Người đồng sáng lập Redshift Eric Debon cho biết, mỗi bàn đạp có các nam châm nằm ở điểm cụ thể, với bàn đạp trái là một cực và bàn đạp phải là một cực. Khi một module ánh sáng được lắp vào bàn đạp, cảm biến hiệu ứng trong module sẽ phát hiện cực bắc hoặc nam và biết nó nằm ở bên phải hay bên trái chiếc xe. Sau đó, mỗi con chip hay một con quay hồi chuyển cho phép xác định vị trí quay của bàn đạp bằng cách sử dụng trọng lực, lọc ra bất kỳ chuyển động nào từ việc đạp và di chuyển trên xe đạp. Sau đó, mặt khớp của module ánh sáng với bàn đạp, từ đó có thể biết phía sau hay phía trước và đặt màu từ đó. Công nghệ tạo âm thanh khá phức tạp nhưng cũng cho phép loại bỏ các module LED khỏi bàn đạp và được sử dụng như đèn pha hoặc đèn hậu thông thường hơn. Mỗi khi bộ phận được gắn vào giá đỡ từ tính đi kèm hướng về phía trước, từ phía trước của xe đạp hoặc lùi về phía sau, nó sẽ tự động phát sáng bằng màu trắng hoặc đỏ theo yêu cầu. Redshift nói rằng một cặp bàn đạp Arclight nặng 610g và nó đang hoạt động trên tùy chọn bàn đạp clipless. Đây là một phát minh rất thông minh khi nó có vai trò giảm thiểu tối đa các cái tai nạn trong khi các bạn đạp xe và hy vọng rằng nó sẽ sớm xuất hiện trên thị trường. Nếu các bạn cảm thấy thông tin này hữu ích, hãy dành cho Xe Đạp Xanh một like, một share và một subscribe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.